Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ bảy. Hôm nay thì Nguyễn không có video bán lan, nhưng mà hôm nay thì Nguyễn lại gặp các anh chị và các bạn bằng cây đàn guitar. Ngày hôm nay Nguyễn gửi đến các anh chị và các bạn ca khúc Em Vẫn Như Ngày Xưa của nhạc sĩ Trần Tiến. Qua lời bài hát này thì Nguyễn nhớ lại cái thời còn đi học với các anh chị, những cái cảm xúc đầu đời thời học sinh. Cũng hơn 20 năm đã trôi qua, tuy nhiên những cái cảm xúc của những ngày đầu, những cái cảm xúc những ngày đầu mới yêu thì nó vẫn còn mãi trong tâm trí của mỗi người. Và ngày hôm nay thì Nguyễn xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc Em Vẫn Như Ngày Xưa. Nguyễn sẽ hát cho các anh chị và các bạn cùng nghe nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn, chúng ta đã nghe ca khúc Em Vẫn Như Ngày Xưa. Thật sự là những cái cảm xúc từ thời học sinh đôi khi nó vẫn quay trở lại các anh chị. Cuộc sống có thể là thời gian có thể là trôi qua, tuy nhiên những gì nó đã trải qua trong quá khứ nó vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi người của chúng ta. Nguyễn xin chúc mọi người một buổi tối
an lành. Chúc mọi người có một giấc ngủ thật ngon. Em xin chào, tạm biệt và lại hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những lần gặp nhau tiếp theo.